À, kênh YouTube Hà Tâm và Vinh mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hà Tâm đi theo cái chú xe ôm này nè. Đi theo cái chú xe ôm này. Phụ chở đồ. Qua tới bên Hòa Minh này ha. Đi qua phà Phước Vinh từ Trà Vinh qua bên Hòa Minh. Gần cái chợ Hòa Lợi có cái đường á. Ở bên đây bây giờ người ta đang nuôi tôm á. Ở gần biển á. Ở phía bên đây là bắt đầu nước lợ rồi. À, Cù Lao, Long Hòa, Hòa Minh. Thì Hòa Tâm đã từng nghe rất là nhiều á. Nhưng mà bây giờ mới có được đi qua đây ha. À, nhờ dịch Covid này. Hòa Tâm bán bánh không có được ha. Cho nên không có làm bánh bán. Và chạy xe ôm. Chạy xe ôm chở đồ. À, chú đó, chú xe ôm dẫn đường đằng trước thì một bao, Hà Tâm thì một bao ha. À, cầu này là cầu cồn nặng dưới. À, rất là vui luôn. Đây, ở đây có người ta chở thức ăn, những cái bao thức ăn tôm. Chở từ ở dưới ghe nè. Ở bên đây thì có rất là nhiều dừa nước và bần. Thì vừa rồi Hà Tâm đi cái phà Phước Vinh mà đường đi qua Bà Trầm á, thì lần đầu tiên Hòa Tâm đi cái phà này luôn á. Thì lúc trước đội thanh niên xung kích tỉnh Trà Vinh có hỗ trợ hòm cho một cái trường hợp ở bên bên Hòa Minh này ha, đi qua phà Phước Vinh á. Đây, ở đây người ta nuôi tôm nè, thấy rất là mát, rất là vui luôn á, đẹp lắm. Rồi ở đây thì người ta trồng dừa, những cái cây dừa nó còn nhỏ nè, mình chạy ngang bắt đầu á hả, lá dừa nó quất vào mặt mình tạch 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 chứ. À, những cây dừa thấp thấp này nè là dừa lùn á, giống dừa lùn á nha, nó thấp như vậy đó, nhưng mà nó có trái nhóc luôn á. Rồi á, mùa gió chướng ở bên đây á hả, thì ở gần sông lớn á, ở gần biển á, gió là bao luôn, quá trời gió luôn. À, ở đây có chiếc xuồng nè, người ta nuôi tôm nè ha, có xuồng luôn á, mát ghê chưa. Rồi đi qua chừng 80 cây cầu vậy đó. Thì cái miền gần biển mà, cái miền mà người ta nuôi tôm á, thì mình đi rất là nhiều cầu ha. Giống như là đường qua bên Vĩnh Châu, Sóc Trăng hoặc là huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng ha. Cái khung cảnh nó cũng cây cỏ như thế này. Rồi đến khu vực nuôi tôm thì có những cái ao tôm. À, Tâm chạy nhanh chút xíu đặng cho kịp cái chú đó đó, xe ôm dẫn đường chứ đi Hoa Tâm đi mình đó là một hồi là đi lạc luôn á, bị bắt cóc ở đây luôn á. Hay, rất là vui, rất là vui. Ở đây thì có rất là nhiều bằng nè, dạ đưa cho chú đi, đi chú lấy luôn đi chú, còn hồi nữa tính lấy 250 thôi, lấy 250 đi. Này cho em mấy cái bánh nè, bánh ở nhà chị nhiều lắm, nói ăn đi, có gì đâu, bánh nhà chị làm nhóc, ăn uống nước trà tối cà phê mà. Chứ còn màu keo xếp qua đây là không có xếp đâu nha, chị bán ở trong chợ Trà Vinh thôi, xếp là không có xếp. Ừ, chị bán ngay chỗ chợ để cho bạn chợ Trà Vinh á. Rồi chị đi à. Ủa rồi em về hả, lên phà luôn hả, thôi chú dẫn đường chạy trước đi, con chạy hồi là con lạc luôn á. Chị bao vui thôi chứ chị đi đâu đâu, chị đi cho nó vui á. Thank you.
12 giờ này á là 12 giờ đêm. Ủa 12 giờ trưa chứ lộn. 12 giờ trưa nha cô chú bác anh chị và các bạn. Cái này là cái video Hoa Tâm trải nghiệm đi qua bên Hòa Minh lần đầu tiên. Thì sẵn tiện quay cho cô chú bác anh chị và các bạn xem ha. Thì là Hòa Minh, xã Hòa Minh này cũng thuộc về huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Quê hương của em biết bao tươi đẹp ha. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây. Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về, ngàn lời ca vui mừng chào đón, thiết tha tình quê hương. Vui quá, mát quá, hát rồi hát bài ca thiếu nhi mới ghê. Khoai mì nè, rồi có yến ha. Ở khu vực này người ta nuôi chim yến rất là nhiều, người ta xây nhà yến á. Thì Hoa Tâm thấy có những cái cánh chim yến nha, chim yến bay dập dềnh. Thì người ta nói là chim yến và chim én là hai cái loại chim khác nhau á. Hoa Tâm tra ở trên hỏi anh Google á ha, rất nhiều vấn đề Hoa Tâm không biết. Thì Hoa Tâm đều học hỏi ở trên mạng ha, trăm năm trong cõi người ta. Cái gì không biết thì tra Google. Ở đây bắt đầu có cái bảng nè. Cái bảng hợp tác xã vận tải Phước Vinh, chúc quý khách thuận lợi bình an. Đó, bây giờ Hoa Tâm sẽ đi lên phà Phước Vinh nè. Phà này hồi nãy Hoa Tâm đi á hả, mùa gió trướng này á sóng lớn lắm luôn á. Nước hả táp vô mặt Hoa Tâm luôn á. Lên đến khu vực phà Phước Vinh, phà đang qua nha bà con. À, bao vui chưa? Rồi, ở đây có rất là nhiều cây bần luôn á, cặp mấy sông lớn nè. Bằng là bao la luôn mà trái nhiều dữ lắm nè, Hoa Tâm thấy rất là nhiều trái luôn á. Hai trái mà nó chưa có chín nè, là cái này nè là con thấy nhiều trái lắm rồi nè, khoảng chừng nửa tháng nữa là nó chín á ha. Đó thấy không, nhiều trái lắm á, nửa tháng nữa rụng nhóc nè, thấy không, nhỏ nhỏ nhóc nè, kìa ở trên đó là gần chín rồi kìa. Lên lịch rồi nghe nóng có chua bằng rồi nghe có mùi là quên sao về bỏ lại đây luôn. Vậy hả? Cái này mà nấu canh chua bằng ăn chắc sướng lắm ha. Đó, ít có ăn lắm, thậm chí cái con chưa từng ăn canh chua bằng nữa, con toàn nghe nói không á. Con nghe nói thôi chứ con chưa có được ăn canh chua bằng nữa đó. À, bữa nào nấu ăn thử thôi, cũng có lụm mấy trái về mà quên nấu hoài à. Nấu cái lô bỏ me không có quên bỏ bằng. Lên phà mà chú vé qua phà Phước Vinh là bây giờ là một xe máy và một người là 8.000. Ấp Đại Thôn B, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. À, nếu mà thêm một người nữa là thêm 3.000 nữa là 11.000. Đây để Hoa Tâm gài cái nón bảo hiểm rồi Hoa Tâm đi chạy lên phà. Bon chen lên phà mới được. Đi toàn là 12 giờ trưa là không. Bữa nay trời có nắng rồi ha, nhưng mà chiều nay không biết là có mưa hay không. Để con quay lại con đưa vé.
mùa dịch Covid này là thu giá rồi, phải giữ khoảng cách vậy đó. Bên đây là kiếm cái chỗ vịnh cái đây. Đi ra ngoài nắng ngồi nó mới ghê. Đó, bắt đầu lắc lư theo từng con sóng. Thì cái phía trước màn hình cô chú bác anh chị và các bạn á, là mình đứng ở trên phà này mình sẽ thấy là cái cầu Cổ Chiên ha. Cầu Cổ Chiên bắt từ bên Bến Tre qua Trà Vinh. Đi phà Phước Vinh này thì từ Trà Vinh qua bên Hòa Minh. Còn nếu mà mình đi qua bên Bến Tre thì từ Hòa Minh mình cũng có một cái phà để mà đi qua bên Bến Tre được luôn á. Phía dưới em thấy gần thành phố. Thì ở đây nhìn thấy cái cầu Cổ Chiên rất là rõ nha. Một cái cầu bắc ngang. Thì hôm bữa Hà Tâm có đi cái phà đó. Tâm ngã nữa nha.
xong đánh ngã chiếc xe đó. Tạm dừng video ở đây á. Chúc cô chú bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe.